Vâng, xin chào tất cả các bác này. Hôm nay bên em có rất là nhiều chổi. Chổi này được gia công bằng tay rất là chắc chắn. Độ buộc của nó rất là đẹp và không bao giờ sợ bị bung chổi. Độ bền của nó rất là đường lâu. Hàng gia công rất là chắc chắn, là do người dân của bên em làm ra. Quê hương em là chuyên làm chổi. Nhất là cái chổi núa này thì được gia công rất là chắc này. Đấy, các bác nhìn xem này. Độ cuốn nó rất là chắc chắn. Được bàn tay của thợ làm nghề ra. Cái cán của nó là cán rất là dài, 1, 2, 3, 4, 80 phân. Cả chổi nó là hơn 1 mét nhé, 1m2. Và đây là cái chổi tre. Chổi tre này được làm từ tre, được phơi rất là kỹ càng, không sợ mốc. Cái chổi này không bị bung, không bị bung nhé. Còn cái phần này là phần chổi chít nhé. Chổi chít này được, cũng được gia công bằng tay này, chắc chắn này. Đấy. Đây là cái chổi bằng dây nhựa này nhé. Chổi này có giá thành hơi đắt đấy, rất là chắc chắn. Một cái chổi nhựa này ấy, thì quét là đến cùn thôi. Quét đến cùn thôi. Đây, em quét cho các bác xem. Đấy. Đây này, đây là toàn bộ đồ nghề của người dân của bên em. Người dân bên em thì chuyên làm chổi để bán ra thị trường, để được thị trường đón nhận rất là nhiều. Đấy, các bác nhìn xem. Tre phải chẻ ra và phải luộc lên, xong bắt đầu phải phơi. Đấy. Đây là cái kìm nhá, kìm để vặn, chuyên vặn đấy nhá. Và toàn bộ số tre này được phơi rất là kỹ càng này, được treo lên các bếp nhá. Các bếp này. Khi làm chổi xong người ta thường hay treo lên các bếp. Và đây là ông thợ làm nghề đấy, nghề chổi đấy. Và ông thợ này còn làm được còn chữa được cái bệnh hôi nách, hôi chân, thối tai nhé. Đấy, ông thấy nang. Đây, còn cái rơm này là rơm nét đấy nhé các bác ạ. Rơm này thì phơi được rất là kỹ càng, được treo lên sau này sẽ để làm chổi. Đây, các bác nhìn chổi này, đấy, chổi nhựa này đấy, ra bao nhiêu cũng hết. Đây, chổi núa này. Không có hàng để bán, làm không kịp. Đây là cái bó chổi núa được tuốt rất là đẹp. Đấy, các bác nhìn xem này. Đấy, nuột bóng nợm luôn.